Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đến với Trang Chiến Bùi. Hôm nay lên giao lưu với anh em một cây kính cơn tiếp. Hôm qua thì mình đã giao lưu một cây kính là 38 triệu rưỡi và đã giao lưu rất là nhanh. Chủ nhân của một chiếc kính đó cũng rất là một người khách cũng rất là khác thường so với những cái phiên khác. Đó là một người được giới thiệu và anh ấy không ở Việt Nam và anh ấy chuyển bằng roaming qua Vietcombank rất là nhanh. Và chiều nay mình có bàn giao cây kính đó cho người nhà của anh ấy ở Hà Nội. Thực ra thì cũng có một chút hơi lăn tăn trong cái giao dịch, nó là giao dịch đối với lại một người mới chơi. Tuy nhiên người ta cũng có một chút điều kiện, phải nói là thừa nhận như thế và mua bán phần nhiều vào lòng tin. Bởi vì thực ra là thứ nhất là chưa chơi về kính thì sẽ khó mua được một cái kính nó ở cái tầm mức giá nó cao như thế. Cái việc thứ hai là không được trực tiếp cầm cái kính, mà cầm cái kính sau khi kể cả sau khi mua rồi cái kính đó thì vẫn ở Việt Nam và có lẽ phải khi nào thông quan, có nghĩa là hết cái lệnh cấm bay Covid từ Đức trở về thì có lẽ là anh ấy mới có thể trở về Việt Nam để ngắm nghía cái kính của mình. Hôm nay lên một cái kính khác, một cái kính nó full book. Tuy nhiên cái book của cái này nó không đẹp bằng như cái book của chiếc 45 triệu và hình thức của nó cũng chắc chắn là không bằng cái 45 triệu hôm trước mình bán. Và giá của nó là 36 triệu. Đây là cái hộp của nó. Anh em có thể nhìn thấy cái hộp giấy và cái chất giấy. Đối với anh em quen chơi thì có thể nhìn thấy này. Cái chất giấy của nó, những chiếc kính cơn. Có một cái tem nên nó bị lột ra. Đấy, cái chất giấy. Thực ra về bản chất thì chiếc hộp nó cũng không có ý nghĩa gì nhiều. Tuy nhiên nó là cái sản phẩm khi mà mua được ở bên kia về thì nó cũng là một chút lưu niệm cùng cái kính. Thì nó cũng có một chút ý nghĩa khi mà nó lên một cái tông đồ như thế này. Còn về chủ yếu nếu nó là một cây full book và chưa sử dụng thì nó sẽ ý nghĩa hơn rất là nhiều đối với một cây đã sử dụng. Và cây hôm trước 45 triệu là cây chưa sử dụng. Chưa sử dụng nhưng mà nó vẫn có những cái vết theo thời gian. Đây là cái bao zin của nó. Chiếc này bao zin này thì anh em có thể thấy rồi. Đây là một chiếc kính cơn 571 là mã số của nó 2488. Và số hợp đồng của nó là DSA120. Hôm trước thì mình cũng đã có nói với anh em là về một vài đây là cái chất da bao zin đấy ạ. Hôm qua thì mình cũng đã có roi hai cái chất da bao zin và đây là một cái chiếc hộp kính cơn khác. Cái bao của nó không ghi là số hợp đồng như thế này, nó là bao zin chung, nhưng anh em có thể nhìn cái chất da và so sánh đó. Cái chất da ở chiếc này nó mới cũng tương đương với chiếc hôm qua mình bán. Đây cái chất da của nó, chiếc này thì nó hơi bụi bẩn hơn, mình chưa lau. Trước này giá giao lưu của mình là 36 triệu để anh em cùng khám phá cái kính nó có những cái gì. Đối với những cái kính cơn thì cái sản phẩm của nó là dành cho lao động và chiến đấu. Vì anh em biết rồi, nó là sản phẩm mà phục vụ lính phi công Mỹ. Nó không giống như các dòng ray băng. Dòng ray băng ví dụ như Aviator hay là một vài dòng với Shotter thì cũng phục vụ cho quân đội. Shotter là lính bắn tỉa, Aviator thì cũng dành cho phi công. Một vài dòng Automan, Master Pi, Perseus, ray băng tướng quân, ray băng Diamond Heart thì các sản phẩm của nó có độ hoàn thiện cao hơn và cái chất lượng mắt nó cũng tùy theo cái sản phẩm thì nó cũng có một vài sản phẩm nó chất hơn cơn. Tuy nhiên linh hồn của chiếc cơn nó lại ở một vị trí khác. Chơi về kính thì ví dụ như anh em mà chơi về ví dụ như là Solex chẳng hạn, Solex chữ H chẳng hạn, cái kính thì theo như mình thấy thì nó lại rất là dở hơi. Với quan điểm và cái cảm nhận và cái cảm nhận của mình thì nó lại rất là dở hơi, bởi mặc dù rất là đắt. Bây giờ anh em kiếm một cây đẹp nó cũng phải 300-400 triệu, cây đeo tàng tàng thì nó cũng 200, cây kính cơn thì nó lại bọc vàng đó. Cái sản phẩm của nó là sản phẩm hoàn thiện thô anh em nhé. Đây là cái cơn chữ nhỏ, tất cả các sản phẩm mình bán đa số là cơn chữ nhỏ. Cũng có rất là nhiều anh em muốn mua những sản phẩm rẻ. Về ở đây thì có những sản phẩm về cơn 12K, cơn chữ to, nó loanh quanh trên dưới chục triệu. Còn đợt này mình hướng tới những sản phẩm nó mang tính chất dành cho những người chơi thực sự. Bởi vì nếu leo lên một mức giá nó là ở cái tầm loanh quanh gần 40 triệu từ 33 hôm từ hôm trước mình bán rất là nhiều phiên từ 33 triệu cho đến 45 triệu
rất là nhiều và bán khoảng gần chục cây trong khoảng thời gian rất là nhanh. Thì cái mình nhận thấy thì khi mà mình bán liên tục như thế thì cái lượng khách, cái gem khách hàng của mình nó sẽ chậm lại. Và như trước cây kính này mình nhận định nó sẽ chậm lại. Đó. Cây hôm qua thì giao dịch rất là nhanh, cây kính này thì mình nghĩ là sẽ chậm lại, bởi vì cái gem khách của mình là càng ngày nó bị co lại khi sản phẩm mình của mình liên tục lên như thế. Nhưng mà đối với những cái sản phẩm mà khi mà mình gặp mà cái chất lượng nó tốt, nó cao thì thường mình mua về để phục vụ anh em sưu tập. Và những cái kính này nó không hề mất giá trị, cho nên là để được. Và thực ra thì mình có để ý là trong cái tệp khách thì những anh em chơi về kính thì thường chất hơn rất là nhiều so với lại anh em chơi về đồng hồ. Bởi vì cái sản phẩm kính tuy rằng nó là một sản phẩm ví dụ đeo phô trước mặt và người ta khoe được cái thời trang, cái gu chơi của mình đối với lại những người đối diện, và có lẽ rất là ít người bỏ số tiền rất là nhị 30-40 triệu ra để đeo một cái kính như thế này. Cá nhân mình thì bán rất là nhiều mặt hàng, ví dụ như là đồng hồ, kính, bút, bật lửa. Ví dụ như bút thì gem, trong cái gem khoảng 6-7 triệu đổ về là phổ thông, đồng hồ chỉ loanh quanh 20-30 triệu, nhưng mà loạt kính vừa rồi mình lên toàn 30-40 triệu thì bán cũng rất là nhanh. Anh em có thể nhận thấy cây kính hôm qua, cái hộp mà có nó là bao zin chung, cái hộp hôm nay là bao zin đúng đời, có cái sản phẩm bao bao zin kia thì nó có mấy loại, nó có thể nó theo số lô, số hợp đồng khác nhau. Và thường mình anh em thấy cái bao zin nó theo theo số hợp đồng, số năm như thế này, nhưng mà cái sản phẩm của nó lại rẻ hơn cái sản phẩm ngày hôm qua. Sản phẩm ngày hôm qua thực sự là mình cảm thấy một chiếc kính rất là tuyệt vời, và nó chỉ kém chiếc 45 triệu ở một vài điểm, ở một vài điểm trong cái nhận định bán hàng, nhận định cái cảm nhận mỹ thuật của mình. Chiếc này anh em thấy full một, có cả hộp giấy ấy, full và giá lại thấp hơn. Bởi vì mỗi cái kính nếu mà anh em chơi đến cái tầm tiền cao thì như mình đã phân tích ở video trước, thì một là anh em đã biết chơi rồi, có nghĩa là người ta đã có một hai cái kính để trải nghiệm, để biết những cái kính, để nhận biết những cái kính nó hay, nó tốt và nó những cái key để khi mua một cái kính. Cho nên là ví dụ như hôm vừa rồi cũng rất là nhiều anh hỏi khách mới mà hỏi thì về kính cơn, thì mình đã hỏi anh đã bao giờ anh chơi kính cơn chưa, thì anh cũng bảo là anh chưa bao giờ chơi kính cơn. Nếu mà chưa bao giờ chơi kính cơn thì việc đề xuất một chiếc hơn 30 triệu nó là một cái sự vô lý trong cái một cái tầm giá. Và kính cơn bán bây giờ bán rất nhiều, nó bị loạn giá. Anh em có thể nhìn thấy rất là nhiều nơi bán những cây kính cơn khoảng 14-15 triệu, cơn chữ nhỏ, quảng cáo vẫn đẹp 95%, rất là nhiều đấy. Bởi vì anh em có thể chơi Facebook này, chơi YouTube này, và hôm qua mình cũng đã chỉ một vài địa điểm để anh em tham khảo, giá rất rẻ. Còn với biểu quyết của mình thì mình đã nói rất nhiều trong video rồi, bán đắt và bán được hàng. Cái tiêu chí bán hàng nó sẽ như thế, bán thật đắt mà bạn phải bán được hàng. Và bán được hàng là ở đây là khi mình đăng sản phẩm phải có người quan tâm, hàng trôi khá là nhanh. Và tất cả cái kính cơn của mình, thường mình có một biểu ngữ ở trên Facebook là không bao giờ bán quá 12 tiếng, nhưng cây này mình khả năng là nghĩ sẽ bán quá 12 tiếng. Còn trôi lại một cây mà hôm trước mà mình ở phiên 3 cây ấy, thì có trôi 2 cây và còn sót lại một cây như thế này. Thì cái cây này sẽ có lẽ là sẽ một vài ngày tới mình sẽ giảm giá và bán ở phiên khác. Mình không ngại chia sẻ những vấn đề này đâu ạ. Bởi vì thực ra khi mà nguồn hàng, mình kiếm được những cái nguồn hàng tốt hơn thì mình sẽ xả những cái mặt hàng nó ở cái mức phân khúc mà mình cảm thấy nó thấp hơn so với những cái mặt hàng mình nhập về. Bởi vì cái đồng tiền nó luôn là phải xoay chuyển. Anh em biết một vài bài tính toán về bán lỗ rồi, bán lỗ nhưng mà vẫn sinh ra tiền đấy. Có rất là mình hôm nay mình có ngồi với một vài anh bán về Rolex. Ví dụ như là các anh mua những con Desert 201 còn nguyên tem đeo chơi, nhưng mà các anh bóc tem ra các anh bán thì nó chỉ được 200, nhưng mà người ta đang chờ cái quay đầu về được 20 triệu. Và người ta lại quay ngược lại, người ta lại 10 triệu.
Nhiều khi bán lỗ không phải là lỗ tiền đâu ạ. Kể cả những cái kính có thể là bán lỗ, nhưng mình thêm có tệp khách, có thêm tệp khách hàng và người trên một đoạn đường dài, khi người ta mua rất là nhiều sản phẩm thì cái việc lỗ một cây kính nó không phải là vấn đề lớn trên một cái đoạn đường dài. Tất nhiên chọn mặt gửi vàng. Cũng ở video trước thì mình cũng nói rằng những cái sản phẩm của mình thường mình không bán lỗ cho khách, chỉ bán lỗ cho thợ. Bởi vì sao? Bởi vì thợ họ khi mà mình mua những, mình có thể mình đao cái giá của những chiếc kính của mình xuống hay những chiếc đồng hồ của mình xuống để được cái mối quan hệ, và sau này họ có thể đưa cái sản phẩm tốt, sản phẩm cái giá tốt cho mình. Đó. Thì sau khi mà giao lưu thì mình sẽ có được những cái lợi nhuận khác. Trong cái đấy, trong bài tính đường dài nó sẽ là như thế. Còn cái sản phẩm kính ngày hôm nay thì về cái kính thì nó trong cái tổng thể nó rất là đẹp rồi anh em. Mình đã nói là trong những cái tổng thể và những cái tầm tiền như thế này thì cái kính gần như không có gì để chê. Nó rất là tuyệt vời. Từ cái nước vàng, các thành vách, chuôi ve. Rất là đẹp. Và anh em lưu ý là các cái trong các cái chuôi như thế này nó có bị xuống màu một chút. Bởi vì cái mà ép ve nhựa này so với lại cái thân này nó có một lỗ khí. Nó có lỗ khí và khi cái lỗ khí nó không còn thì nó sẽ bị đen ở bên trong này. Gần như là tất cả các kính cơn nó đều bị như thế. Theo năm tháng thì nó sẽ bị hoen cái này ra, mà cơn chứ nhỏ chứ, như chiếc này như thế này thì nó lên đỉa nó rất là đẹp, thành vách đẹp, sắc nét. Nhưng mà có lẽ là sẽ không nhiều người biết tại vì sao, tại sao một cái kính nó ở trong cái đồng mức nó khá là giống so với lại cái kính của phiên hôm trước, đồ đạc còn full hơn và giá lại thấp hơn nữa. Cho nên là ví dụ như bán những cái kính như thế này, bán lên những tầm cao như thế này thì tất hầu như là đa số các anh đều phải biết cái kính như thế nào. Trên tổng thể là zin nhé, chứ không phải vì nó rẻ hơn hay là vì nó có vấn đề gì mà nó rẻ hơn đâu. Bởi vì có một vài cái kỳ trong bán một cái kính nó khác với lại những cái sản phẩm khác. Khi người ta thuộc những cái sản phẩm như thế thì người ta sẽ định giá được cái một cái sản phẩm. Kể cả cái sản phẩm kia nó chỉ có một cây kính, không mà một cây kính khác đầy đủ phụ kiện mà nó có nguyên nhân nó cao hơn, nó đều có vấn đề đấy, đều có lý do. Và trên cái tổng thể mình xét mặt bằng là mặt bằng zin, chứ không phải là con kia vì con kia nó zin nó cao hơn, con ông này là con full book, con này lỗi cho nên là nó đều hơn, giá nó thấp hơn. Nó có một vài cái key để nhận biết được những cái việc như thế này. Và trong cái tầm tiền như thế này, những người có tiền và những người chơi người ta đều đã biết rồi. Và những cái mình đã nói là những chia sẻ những cái key trên bán hàng mình sẽ không bao giờ mình chia sẻ trên video như thế này. Bởi vì cái tệp khách khi mà nói ở trên video như thế này thì thứ nhất là các sale khác sẽ biết cái việc đấy, là một việc có những cái việc này là nó phải học hỏi theo năm tháng mà phải có người chỉ đấy, phải có người thầy, những người thầy thực sự để chỉ cho những cái việc đấy. Cái việc thứ hai đó là những khách hàng, những khách hàng sau này họ chỉ mua những cái key mà khi mình bán hàng mình nói ra như thế thì bạn sẽ không bao giờ bán được các sản phẩm khác. Cái đấy là nguyên tắc bán hàng. Mình không ngại chia sẻ những cái vấn đề như thế này bởi vì mình buôn bán thật và cái đồ nó là thật, cho nên mình không bao giờ mình ngại. Và nếu mà muốn tìm hiểu thì phải chơi nâng cấp và chơi dần, còn không thì phải chấp nhận mua một cái kính cao và không cần biết lý do. Cũng có thể đến một lúc nào đó mình sẽ chia sẻ những cái việc đó với lại chủ nhân của những chiếc cây kính, nhưng mà trên các video thì mình sẽ không bao giờ mình nói. Vâng, xin cảm ơn anh em. Chúc anh em có một buổi tối vui vẻ. Sau phiên này thì mình sẽ lên một chiếc Longines bằng đúc. Xin cảm ơn.